Bí ẩn kỳ dị không thể giải thích trên hòn đảo Hoang. Liên Xô giải mã nhưng không thành. Ở đảo Basa Skelmet từng xảy ra những điều kỳ dị, không thể giải thích nổi, mang sương mù dày đặc bao quanh hòn đảo này che giấu bí mật to lớn gì. Trong số hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ trên vùng biển Aro, thuộc Trung Á, không có hòn đảo nào bí ẩn và dị thường như hòn đảo Basa Skelmet. Theo tiếng Kazakh của người bản địa, đảo Basa Kermet có nghĩa là hòn đảo một đi không trở lại. Điều gì khiến cho hòn đảo từng rộng 133 km vuông tính đến năm 1980 này lại trở thành một trong những khu vực bí ẩn nhất trên thế giới. Dù Liên Xô đã từng điều động quân đội cùng với máy bay và xe tăng đến giải mã, nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Những hiện tượng không thể giải thích trên hòn đảo Hoang Truyền thuyết kể lại rằng vào thế kỷ thứ 13, người dân trên hòn đảo Basakemet buộc phải chạy trốn đảo để tránh sự tàn sát của quân mông cổ sau một thời gian ngắn thì họ trở lại hòn đảo ngạc nhiên thay nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ quan cảnh xuất hiện tựa như hàng chục năm đã qua đi cuối cùng dân trên đảo chỉ lưu trú tại hòn đảo kỳ lạ vài tháng rồi chuyển đến nơi khác định cư và tính cho đến nay thì ba sa trở thành nơi bị bỏ hoang cư dân cuối cùng của hòn đảo đã rời đi cách đây nhiều thập kỷ ở Basa người ta chỉ thấy một vùng đất kỳ lạ được bao phủ với màn sương mù dày đặc, nơi được cho là đã xảy ra những điều kỳ lạ, không thể giải thích nổi. Những điều kỳ lạ xuất hiện thường xuyên tới nổi, người dân sống ở gần hòn đảo đã gọi nó là cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác. Cùng xem những điều kỳ quái gì đã diễn ra trên hòn đảo một đi không trở lại này nhé. Đầu tiên là Basakelmet được cho là nơi trú ngụ của những sinh vật lạ thường tự như chúng chưa từng đến từ trái đất mà đến từ một chiều không gian khác. Dân địa phương cho rằng họ đã nhìn thấy những sinh vật giống như là những con chim khổng lồ bay lượn quanh đảo, hay thấy những con rắn biển lớn bơi trong vùng nước quanh đảo, đôi khi lại thấy những thủy quái khổng lồ có cổ dài lấp ló trong màn sương mù dày đặc. Thậm chí, đối với tất cả những ai từng dấn thân vào thám hiểm hòn đảo cũng đều biến mất một cách bí ẩn, họ không bao giờ quay trở lại khi xâm nhập vào vùng đất cấm đó. Không chỉ được cho là nơi trú ngụ của các sinh vật khổng lồ đến dị thường, không chỉ nuốt người sau màn sương mù dày đặc, hòn đảo Basacemet còn khiến cho tất cả các thiết bị hiện đại của con người bị vô hiệu hóa. Khi tiếp cận với hòn đảo thì đồng hồ đột nhiên ngừng hoạt động, la bàn bị vô hiệu hóa, kim la bàn xoay vòng vòng không thể định hướng. Kinh ngạc hơn nữa, người ta còn cảm thấy thời gian có lúc trôi đi rất chậm, có lúc lại trôi đi rất nhanh. Một trong những sự việc xảy ra kỳ lạ dẫn đến sự can thiệp của chính phủ Liên Xô, phải kể đến sự kiện xảy ra vào năm 1959. Sau nhiều năm trải qua những mùa ấm hơn các hòn đảo và khu vực xung quanh, năm 1959 thì hòn đảo Basakelmet hứng chịu một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt. Một số người bản địa Kazakh sống gần hòn đảo nghĩ rằng Basakelmet có thể là nơi trữ đông lý tưởng cho nguồn thủy sản mà họ đánh bắt được trước đó nên đã tiến vào khu vực này bất chấp những lời ngăn cản của trưởng làng. Tuy nhiên, Mùa đông khắc nghiệt qua đi, mùa xuân ấm áp lại đến mà họ vẫn chưa trở về nhà. Người thân đã tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, tuy nhiên nhiều ngày trôi qua mà không thấy bất cứ dấu hiệu nào của những người mất tích họ đã báo lên chính quyền. Liên xô vào cuộc giải mã, điều động máy bay, xe tăng nhưng bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn. Chính phủ Liên Xô khi đó đã điều động một chiếc trực thăng để rào quét khu vực tìm kiếm những người mất tích trên đảo Sa Kemet. Tuy nhiên, khi máy bay bay vào lớp sương mù dày đặc, các thiết bị trên khoang lái bị nhiễu loạn và dần lỏng từng thứ một. Hai phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Những lời cuối cùng xuất hiện trong bộ đàm của họ khi báo cáo khẩn cấp về tình hình lúc đó là họ nhìn thấy những vật thể hình elip xuất hiện mập mờ trong làn sương dày đặc. Ngay sau đó, tín hiệu radio giữa căn cứ chỉ huy và trực thăng hoàn toàn im lặng. Sau khi chiếc trực thăng biến mất hoàn toàn trong làng sương mù dày đặc của hòn đảo kỳ dị, Liên Xô tiếp tục điều động một chiếc xe tăng có gắn dây cáp dài tiến vào khu vực hòn đảo kỳ lạ. Đội do thám trên chiếc xe tăng được lệnh phải giữ liên lạc liên tục trong quá trình tiến vào lớp sương mù dày đặc. Tuy nhiên, điều kỳ dị đến đáng sợ lại xảy ra một lần nữa. Tín hiệu radio lại im bặt sau khi xe tăng tiến vào màn sương mù. Mãi cho đến khi người ta tiến hành kéo chiếc xe tăng trở lại bằng dây cáp, bên trong hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ chiếc xe tăng như là một lớp băng bao phủ. Các mẫu vật nghi ngờ đều được đưa đến phòng thí nghiệm hiện đại ở Moscow để kiểm tra Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì bất thường như là chất lạ, vật lạ hoặc là manh mối quan trọng nào phục vụ cho cuộc điều tra. Khi không thể giải thích được những hiện tượng kỳ lạ bên trong lớp sương mù dày đặc ở hòn đảo Ba Sakelmet, đó là lúc người ta đồn đoán về những bí ẩn liên quan đến UFO và căn cứ của người ngoài hành tinh. Nhà nghiên cứu UFO người Nga Vladimir Krasbromdot sau khi tìm hiểu các tài liệu cũ liên quan đến các hiện tượng không thể giải thích tại Bassacomet cho rằng lớp sương mù kia chính là tấm chắn bảo vệ một căn cứ bí mật nào đó bên trong hòn đảo. Lớp sương mù này có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị điện tử nhằm chống lại sự xâm nhập không mong muốn từ bên ngoài. Số phận của những người đã đến hòn đảo một đi không trở lại đó hiện giờ ra sao? Bên trong màn sương mù dày đặc đang ẩn dấu bí mật to lớn nào? Liệu hòn đảo Basakemet có phải là căn cứ ngầm của người ngoài hành tinh? Hay nó là tác phẩm do con người tạo ra nhằm che giấu một bí mật khổng lồ nào đó? Tất cả câu hỏi này đều chưa có lời giải thích thỏa đáng. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.